Chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và mọi người nhớ là đừng quên cái hẹn tối nay nhé, vào lúc 21 giờ hãy đến với Confetti và chinh phục giải thưởng $4,000 nào. Tổng giá trị giải thưởng tuần này của Confetti là $25,000 và chúc mừng cho 3,320 bạn đã chiến thắng trong tuần này. Aloha, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với Confetti Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 21 giờ từ thứ năm đến thứ hai hàng tuần trên Facebook Watch. Và chỉ cần trả lời đúng 10 câu hỏi đa dạng ở mọi lĩnh vực, các bạn sẽ nhận được giải thưởng từ chương trình. Và đến với Confetti, ngoài giải thưởng ra thì các bạn cũng có thể tích lũy được vô vàn kiến thức có ích cho mình nữa. Chần chờ gì nữa nào, chúng ta hãy cùng chiến với Confetti ngay nha. Nào, bây giờ sẽ là hai câu hỏi cho mọi người khởi động. Câu hỏi đầu tiên, điệu nhảy ngựa xuất hiện trong bài hát Hàn Quốc nào? Gangnam Style, La 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 hay là Despacito? Điệu nhảy ngựa thì đâu còn ai xa lạ nữa đâu đúng không nào? Vào năm 2012, điệu nhảy này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ truyền hình cho đến những bữa tiệc lớn nhỏ. Mọi người đã nhớ ra điệu nhảy này là gì chưa? Nếu chưa thì hãy nghe câu này nha. Hey, sexy lady, yeah. Đoán ra được rồi đúng không nào? Quá nổi tiếng mà. Đó chính là bài Gangnam Style. Và trong MV Gangnam Style là PSY đã nhảy điệu nhảy này, khiến cho mọi người vô cùng thích thú và đẩy MV vượt mốc tỷ lượt xem trên YouTube. Wow. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với câu số 2. Tên của chú chuột biểu tượng của hãng phim hoạt hình Walt Disney là gì? Chuột Mickey, chuột Remy hay là chuột không dây? Nhắc đến Walt Disney thì chắc chắn là những bộ phim hoạt hình đầy màu sắc luôn được thiếu nhi và thậm chí cả người lớn và có ghiêu nữa yêu thích lắm. Và nhiều thế hệ đã lớn lên cùng những tác phẩm quen thuộc như là Nàng Tiên Cá nè, Lọ Lem, Aladdin và Cây Đèn Thần. Nhưng đâu mới là nhân vật nổi tiếng nhất, mang biểu tượng nhất của Walt Disney đây? Chuột Remy thì là trong bộ phim hoạt hình Ratatouille, còn chuột không dây thì là chuột máy tính rồi. Như vậy đáp án không khác, đó chính là chuột Mickey. Và chú chuột Mickey được sáng tạo bởi chính nhà sáng lập Walt Disney vào năm 1928. Không những vậy, biểu tượng cho hãng phim hoạt hình mà còn là biểu tượng lớn của văn hóa đại chúng Mỹ nữa. Chuột Mickey là một trong những nhân vật hư cấu dễ nhận ra nhất trên thế giới luôn đó nha. Hy vọng là qua hai câu hỏi vừa rồi, khởi động nhẹ nhẹ như vậy thì mọi người sẽ có thể hình dung được và có thể biết cách chơi Confetti và chiến đấu chiến thắng hết 10 câu hỏi và nhận giải thưởng siêu hấp dẫn của chương trình. Nhớ lịch phát sóng khi nào? Đó chính là 21 giờ từ thứ năm đến thứ hai hàng tuần nha. Hẹn gặp lại.